Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay kênh Bếp Ăn Nhật Bọn chúng tôi lại tiếp tục lên video và giới thiệu các bạn một số mẫu bếp ga bên trung tâm chúng tôi là đang có sẵn tại cửa hàng. Rất là nhiều mẫu bếp ga cho các bạn lựa chọn. Những chiếc bếp full chức năng đó từ 4 triệu rưỡi trở lên đối với hàng một tầng lửa và 5 triệu 500 nghìn đồng trở lên đối với bếp mà 2 tầng lửa nhé các bạn nhé. Đây, ví dụ như các bạn đây một chiếc bếp Osaka Ga mặt đá viền nóc có giá là 5 triệu 600 nghìn đồng. Bếp có một đồng hồ hẹn giờ điều chỉnh bếp nướng bằng phím chức năng các bạn nhé. Cái bếp rất là đẹp các bạn. Đấy, ngoài ra trung tâm tôi còn rất là nhiều mẫu ga khác để các bạn cùng nhìn nhé. Đây cũng là một chiếc bếp mà Osaka Ga và 2 đồng hồ hẹn giờ điều chỉnh bếp nướng bằng cần gạt. Cũng chiếc giá bếp này cũng có giá là 5 triệu 6. Và dưới đây nữa các bạn, rất là nhiều mẫu. Ngoài ra thì bên trung tâm tôi còn có hàng thông dụng, đó là hàng xoay và hàng nhấn. Bếp xoay thì có giá từ 2 triệu 6 trở lên và bếp nhấn thì có giá từ 3 triệu trở lên các bạn nhé. Rất là nhiều mẫu bếp ga cho các bạn lựa chọn. Có cả bếp đời cao và đời tầm 14-15 trở lên. Bạn nào quan tâm bếp ga thì có thể liên hệ trực tiếp với trung tâm tôi theo số điện thoại 0977 761 244. Thế chị ở Cầu Giàm, Ninh Giang, Hải Dương. Và cũng giới thiệu các bạn đây là một chiếc bếp Paloma có giá là 4 triệu 500 nghìn đồng. Chiếc bếp thì được không phải, chiếc bếp này có giá là 3 triệu 400 nghìn đồng nha các bạn nhé. Chiếc bếp được sản xuất năm 2016. Chiếc bếp Paloma màu đen rất là đẹp các bạn. Và hôm nay thì bên trung tâm Bếp Ăn Nhật Mã Trung chúng tôi cũng sẽ test một chiếc bếp ga full chức năng mặt kính viền nóc đã được anh Huyên, địa chỉ Thủy Nguyên, Hải Phòng lựa chọn. Và hôm nay thì tôi sẽ test con chiếc bếp ga gửi đến anh Huyên và cho các bạn cùng tham khảo nhé. Đây là một chiếc bếp mà mặt kính màu đen kim tuyến các bạn nhé. Đây, rất là mình là màu đen bóng nên là rất là dễ tạo vết các bạn này. Các bạn chỉ cần lấy một chiếc khăn ẩm lau qua là bếp sẽ rất là sạch sẽ. Hai các bác chỉ quả số ốc thôi. Bếp rất là đẹp. Hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng và test qua cho các bạn chiếc bếp này. Để các bạn nhìn chiếc bếp rất là đẹp. Chiếc bếp Zinai có mã RTE62VCTNB. Bên ngoài thì được thiết kế bằng mặt kính này các bạn này, rất là sạch sẽ. Và bên bếp này là bếp qua 2 đồng hồ hẹn giờ các bạn nhé. Tôi sẽ thử các chế độ cho các bạn cùng xem. Trước khi sử dụng các bạn nhớ lắp pin nhé, một đôi pin đại hướng cực dương ra ngoài. Đối với dòng bếp nhấn thì các bạn chỉ cần nhấn là bếp sẽ tự động đánh lửa. Bếp ga Nhật rất là nhạy và dễ sử dụng các bạn ạ. Đây. Và tôi sẽ thử luôn các bạn chế độ cảm biến nhiệt của bếp nhé. Đây. Các bạn muốn điều chỉnh lửa to nhỏ các bạn có thể điều chỉnh ở cần ga. Còn bên này thì là có phím hẹn giờ này các bạn này. Và phím chế độ nấu cơm. Đây. Khi các bạn nhấn chế độ nấu cơm thì không sử dụng được nút hẹn giờ nhé. Ở đây là bếp nướng các bạn này. Bếp nướng thì là có 2 tầng lửa. Khay nướng và vỉ nướng thì được làm bằng inox. Các bạn cùng xem nhé. Đây các bạn thấy là bếp nướng này, bếp bên trái tôi đang thử chế độ cảm biến nhiệt thì bếp đã nhỏ dọn nhỏ lửa đấy. Ở đây là tôi thử hẹn giờ 1 phút nhé các bạn nhé. Bên này tôi sẽ thử cho các bạn xem chế độ gió thổi tự ngắt. Bếp rất là đẹp. Chiếc bếp bên này thì có phím bấm 3 giây, chế độ đun nước nấu cơm, chế độ điều chỉnh nhiệt độ, rất là nhiều chế độ các bạn. Một chiếc bếp full chức năng, bọc nóc, mặt kính. Đây là chỗ thoát hơi của bếp nướng các bạn nhé. Đấy các bạn thấy bếp đã giảm lửa và ngắt ga hoàn toàn và chế độ gió thổi tự ngắt cũng đã thông báo. Bếp rất là thông minh, khi các bạn sử dụng bếp ga Nhật thì sẽ không bao giờ lo bị cháy nồi và không sợ hao tốn ga. Vì là bếp ga Nhật là sẽ tự giảm lửa ngắt ga khi nồi cạn nước hoặc là khi gió thổi cũng ngắt các bạn nhé. Rất là tiết kiệm ga và tránh tình trạng cháy lỏ. Rất là tiện lợi các bạn. Bếp nướng còn 10 giây nữa là cùng ngắt. Các bạn thấy hết giờ thì bếp sẽ thông báo và bếp nướng là tự động ngắt nên các bạn này. Và mỗi khi bếp có chế độ gì thì đều có thông báo cho các bạn hết nhé các bạn nhé. Và bạn nào quan tâm đến chiếc bếp ga
phu chức năng bọc nốt như này thì hãy liên hệ cho trung tâm chúng tôi theo số điện thoại 0977 761 244, địa chỉ ở Cầu Giàng, Ninh Giang, Hải Dương. Rất là nhiều mẫu bếp ga cho các bạn lựa chọn, các bạn có thể là rất dễ dàng lựa chọn cho mình được một chiếc bếp ga vừa phù hợp với điều kiện túi tiền và lại phù hợp với sở thích của các bạn. Và thứ ba là bếp ga Nhật thì sử dụng rất là bền đẹp, nên các bạn hãy chọn cho mình chiếc bếp ga Nhật để sử dụng được an toàn, tiết kiệm ga và không bao giờ lo bị cháy nổ gì cả. Hôm nay là ngày 26 tháng 6 năm 2020, tôi cũng vừa giới thiệu với các bạn là các mẫu bếp ga bên trung tâm bếp ga Nhật chúng tôi có sẵn và giới thiệu với các bạn đến một chiếc bếp khu chức năng bọc nốc đã được anh Huyên ở Hải Phòng lựa chọn. Còn hôm nay tôi sẽ được kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Và hãy nhớ đăng ký kênh Bếp Ga Nhật Bảo Trung để theo dõi thêm nhiều mẫu bếp ga mới nhất, hiện đại nhất bên trung tâm chúng tôi mới về. Xin chào và hẹn gặp lại.